Thông thường, khi đến tuổi thay răng, các răng sữa của trẻ sẽ lung lay dần và rụng ra để nhường chỗ cho những răng vĩnh viễn tương ứng mọc lên. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp răng vĩnh viễn của trẻ đã mọc trong khi răng sữa chưa rụng. Đó là một trong những bất thường trong quá trình thay răng của trẻ, hay được gọi là răng mọc lẫy. Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Thùy Dương đến từ hệ thống Nha khoa Hoàng Dũng Bắc Ninh. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về nguyên nhân và cách khắc phục trong tình trạng răng sữa của trẻ chưa rụng mà răng vĩnh viễn đã mọc. Các bậc phụ huynh sẽ phát hiện những trường hợp này khi thấy một chiếc răng mới nhú lên ở cạnh những chiếc răng sữa, mà chiếc răng sữa này có thể lung lay rất ít hoặc là không hề lung lay. Răng sữa và răng vĩnh viễn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Răng sữa không chỉ giúp trẻ ăn nhai, phát âm trong những năm đầu đời mà còn có vai trò giúp giữ chỗ và định hướng cho răng vĩnh viễn mọc sau này. Theo quy luật tự nhiên, khi đến đúng độ tuổi, răng vĩnh viễn sẽ mọc ngay đúng chân răng sữa và răng sữa này sẽ lung lay và rụng đi. Vậy, nguyên nhân răng mọc lẫy là do đâu? Thứ nhất là có thể do thói quen ăn uống của trẻ. Thông thường, do trẻ rất kén ăn và ăn chậm nên các bậc phụ huynh sẽ cho trẻ ăn thức ăn mềm, cắt nhỏ hoặc xay nhuyễn. Lâu dần, trẻ sẽ lười ăn nhai, những chiếc răng cửa sữa không được sử dụng nhiều, không bị mài mòn nhiều dẫn đến khó lung lay. Thứ hai, do các răng cửa vĩnh viễn mọc lệch. Khi các răng cửa vĩnh viễn mọc lệch vào phía trong, chân răng sữa sẽ không bị tiêu đi và răng sẽ không lung lay. Nguyên nhân thứ ba là do trẻ mọc răng sữa chậm. Có những trường hợp trẻ mọc răng sữa chậm nhưng răng vĩnh viễn vẫn mọc đúng độ tuổi. Khi này, các răng vĩnh viễn sẽ mọc không có định hướng, dẫn đến tình trạng răng lệch lạc. Việc răng vĩnh viễn mọc khi răng sữa của trẻ chưa rụng sẽ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của trẻ, vì khi đó cùng một vị trí sẽ có hai chiếc răng. Sau đó là gây ra sự lệch lạc của bộ răng vĩnh viễn, dẫn đến sự sai khớp cắn và ảnh hưởng đến ăn nhai của trẻ. Và có thể phụ huynh sẽ tốn một khoản chi phí cũng như thời gian để điều trị khớp cắn sau này. Với những ảnh hưởng như trên thì ngay khi các bậc phụ huynh phát hiện ra có răng mọc lẫy, nên đưa trẻ tới nha khoa để thăm khám và nhổ bỏ sớm chiếc răng sữa tương ứng. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần tìm hiểu khoảng thời gian mọc răng, thay răng thông thường để chủ động theo dõi quá trình mọc răng, thay răng của trẻ. Trên đây là những chia sẻ của tôi về nguyên nhân cũng như cách khắc phục tình trạng răng vĩnh viễn mọc mà răng sữa chưa thay. Nếu thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ với mọi người. Tôi là bác sĩ Thùy Dương đến từ hệ thống Nha khoa Hoàng Dũng Bắc Ninh.